Sự là Khánh Phương hay có cái thói quen là cùng với bố mẹ, cùng với gia đình của mình á, đi chúc Tết họ hàng, và nhất là trong mùng 1, mùng 2 Tết là không 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 cần biết là bận như thế nào, nhưng mà năm nào thì Khánh Phương cũng cùng với bố mẹ, gia đình, nói chung là đi chúc Tết tất cả các cô, các bác trong nhà. Và Khánh Phương nghĩ đó là một cái thói quen mà gần như năm nào cũng như vậy, và từ nhỏ đến giờ đã như vậy rồi. Cứ sáng mùng 1 Tết là cứ biết là mình sẽ nhận được ba cái bao lì xì đầu tiên trong năm mới. Bao lì xì thứ nhất là của bố, cái thứ hai của mẹ, và cái thứ ba là của anh Khánh Phương. Ông anh mình năm ngoái tự nhiên không lì xì nữa. Khánh Phương cảm thấy thắc mắc và hỏi: "Anh ơi, bây giờ mặc dù em lớn rồi nhưng mà cái này là phong tục lâu nay rồi, ít nhiều cũng làm cái lì xì, cái lọc xoa năm lì xì em, anh quên hả?" Nhưng mà anh nói: "Em ơi, năm nay anh mới đẻ con rồi, em phải lì xì ngựa cho con anh." Và giống như là anh của Khánh Phương thì mới lập gia đình vào năm ngoái và mới có con, cho nên là năm vừa rồi là anh nói là chính vì anh có con rồi và Khánh Phương lớn quá rồi, cho nên là bây giờ anh không lì xì Khánh Phương nữa, mà ngược lại là Khánh Phương phải có cái bao lì xì cho em bé, con của anh. Trong năm mới thì thường là Khánh Phương cũng rất muốn nhận được những cái bao lì xì đỏ đỏ. Chỉ cần cái bao đỏ thôi thì Khánh Phương tin đó sẽ là một cái điều gì đó may mắn trong năm mới. Và Khánh Phương hy vọng mọi người cũng sẽ nhận được thật nhiều điều may mắn trong năm mới này. Nhân dịp năm mới đến thì Khánh Phương không biết nói gì hơn là xin chúc tất cả khán giả thân thương của Ba Thanh Niên sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc, đặc biệt là vạn sự như ý. Happy New Year! Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.